và thi đấu cũng đã khá tròn vai. Ngày hôm nay tiếp tục anh được sự tin tưởng của huấn luyện viên Lee Hyo-shin ở khu vực trung tâm của hàng tiền vệ. Nếu như ở trận đấu trước với Dược Nam Hà Nam Định thì Trọng Đại đá cùng với Hoàng Đức, còn ở trận đấu này thì anh lại đá cặp với Kai Odias để Hoàng Đức được đẩy lên chơi cao hơn. Vừa rồi là một pha phạm lỗi của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh với Duy Thường trên sân của đội đầu bảng, người đang bị đau và có thể sẽ không tiếp tục thi đấu là Ngô Hoàng Thịnh. Cầu thủ chưa hề nghỉ bất cứ một phút nào của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu mùa giải đến bây giờ, nhưng bây giờ thì đang phải rời sân nhờ sự giúp đỡ của Vinicius và Matias. Hai cầu thủ này mặc dù không ghi quá nhiều bàn thắng nhưng đang là những cầu nối hết sức quan trọng trong lối chơi của đội bóng áo đỏ. Luôn luôn là cách chơi mà các tiền vệ hay các hậu vệ chuyền bóng thẳng lên cho cặp tiền đạo này để họ giữ bóng làm tường. Matias có vẻ vẫn còn khá đau. Có lẽ giống như Hoàng Thịnh, Matias cũng đã không thể tiếp tục thi đấu và anh đang tỏ ra rất buồn, thậm chí là đã có những giọt nước mắt rơi khi không thể góp mặt ở trận đấu này. 30 phút và Thành phố Hồ Chí Minh đã phải có hai sự thay đổi người bất khả kháng. Còn đó đều là những nhân tố cực kỳ quan trọng trong lối chơi của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.